Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Thành phố Vũng Tàu là ghi nhận tiếp theo của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở và 51 chi bộ cơ sở với tổng số 11.138 đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đặt lên hàng đầu, bởi đây là điều kiện tiên quyết để đảng nâng cao năng lực và sức chiến đấu. Vì vậy, các cơ quan tham mưu trong công tác tổ chức xây dựng đảng luôn cùng với các cấp ủy bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho công tác xây dựng đảng của thành phố. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ghi nhận sau đây. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc khó, việc mới trước tiên. Đây là những nội dung quan trọng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn để lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Thưa quý vị, xây dựng đảng vững mạnh trước hết là xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Chính vì vậy, có thể nói kết quả nổi bật nhất của công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 tại thành phố Vũng Tàu là đã hoàn thành nhiệm vụ củng cố, sắp xếp và kiện toàn đội ngũ cán bộ các phòng ban, các cơ quan đơn vị và các phường xã. Năm 2018, nhiều đề án củng cố, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ các phòng ban, cơ quan, đơn vị và các phường xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành, như sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố vào Ban Tuyên giáo Thành ủy, chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân thành phố và 16 phường, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đảng bộ thành phố cũng đã mạnh dạn điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, đồng thời sàng lọc, điều chuyển những cán bộ công chức yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, kiên quyết thay thế người đứng đầu không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo số liệu từ Ban Tổ chức Thành ủy, từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã có 30 cán bộ được điều động, bổ nhiệm và luân chuyển từ thành phố về phường xã và ngược lại. Chúng tôi có cái đề án vị trí việc làm và đã được tỉnh ủy phê duyệt. Từ đây cho tới năm 2021 sẽ giảm 10% biên chế theo quy định. Vấn đề này thì thành ủy đã có kế hoạch để thực hiện việc tinh giản biên chế. Và chúng tôi xây dựng kế hoạch lộ trình hàng năm, tinh giản số lượng cụ thể con người từng năm để làm sao mà tới ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì sẽ thực hiện cái đề án tinh giản biên chế theo đúng tinh thần của quy định là giảm 10% và có thể là sẽ hơn nữa. Trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng đến việc xây dựng nguồn phát triển đảng ở địa bàn dân cư. Lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ công nhân viên chức, người lao động, giáo viên và đặc biệt là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ngay từ đầu năm, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đều có kế hoạch phát triển đảng gửi về Ban Tổ chức Thành ủy để theo dõi nguồn kết nạp đảng viên mới, đồng thời phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố mở các lớp lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú. Năm 2018, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã kết nạp 343 đảng viên mới, đạt 118,2% kế hoạch tỉnh ủy giao. Trong đó có 50 đảng viên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Sang quý 1 năm 2019, Đảng bộ thành phố kết nạp mới 42 đảng viên, đạt 14,5% kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố lên 11.180 đảng viên. Thành ủy đã tập trung rà soát đội ngũ cán bộ quản lý đương nhiệm và cán bộ lãnh đạo trong diện quy hoạch để chỉ đạo công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Chúng tôi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thành lập các chi bộ, và đặc biệt là chúng tôi đang triển khai cái kế hoạch vận động tuyên truyền chủ doanh nghiệp vào đảng. Thì tác động từ chủ doanh nghiệp, chúng ta sẽ có rất nhiều đảng viên, chúng ta mở rộng kể cả mặt chi bộ, và từ những cái chi bộ mới người ta có sức sống mới, có nhiều cái quần chúng thì công tác phát triển đảng sẽ khởi sắc.
Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 cũng được Đảng bộ thành phố Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Năm 2019, 14 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 18,9%. 53 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 71,6%. 5 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, đạt 6,7%. 2 tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, đạt 2,8%. Toàn đảng bộ thành phố có 11.138 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại năm 2018, có gần 14% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 74% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 12% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và vẫn còn 0,3% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu xác định nhiệm vụ xuyên suốt của công tác tổ chức xây dựng đảng là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Để đạt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, năm 2019, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục chú trọng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 39/2015 và kết luận số 17/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu cũng sẽ tăng cường rà soát, đánh giá cán bộ để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng năng lực sở trường và kịp thời sàng lọc những cán bộ công chức vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên và sinh hoạt chi bộ. Chúng ta căn cứ vào những điều đảng viên không được làm, căn cứ vào nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chúng ta căn cứ, đây là hai cơ bản quan trọng nhất. Trên cơ sở triển khai nghị quyết số 35, các ông chí ra lại ở trong chi bộ, đảng bộ có những hiện tượng gì không? Và ban thường vụ, đảng ủy phường, các ông chí phải chịu trách nhiệm về việc rà soát này. Không được quá tay, mà cũng không được lơ là. Thưa quý vị, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu xác định năm 2019 sẽ tiếp tục xây dựng đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Kiện toàn tổ chức bộ máy là các giải pháp để Đảng bộ thành phố tiếp tục hoạt động hiệu quả, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây còn là tiền đề để Đảng bộ thành phố Vũng Tàu tiến tới đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình địa phương trên đường phát triển đến đây tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai phát sóng vào lúc 17:50 với điểm đến là huyện Xuyên Mộc.